Con kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé. Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà một loại trái cây mà không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam mình, và cũng là một loại trái cây mà ăn rất là ngon và bổ dưỡng nữa. Cái cây này thì không còn ai xa lạ. Đây ạ, đây là trái bưởi. Trái bưởi này là trái bưởi năm roi em được tặng. Hôm nay thì rất là vui và làm cái clip review luôn cho cả nhà. Và được tặng luôn hai trái ổi của Đài Loan không hạt nhé, được trồng tại Mỹ, trồng tại Nam California nhé cả nhà. Đó, và bây giờ em sẽ review miếng ổi Đài Loan không hạt. Miếng ổi Đài Loan không hạt này ăn rất là ngon. Độ ngọt của nó chiếm 70%, vị chua thì chiếm 30%. Nghĩa là khi mình cắn một miếng, mình nhai, cái độ ngọt và độ chua nó hòa quyện với nhau, chua chiếm 30% thôi, làm cho cái người ăn đó, người nhai miếng ổi không bị rùng mình vì quá chua. Nói chung cái trái ổi Đài Loan này rất ngon, là một cây mà chúng ta nên trồng. Nếu mà ai chưa có ổi á thì nên lựa chọn một cây ổi Đài Loan không hạt để trồng. Còn cây ổi Thái Vuông thì như lần trước em đã review rồi, độ chua của nó chiếm 40%, độ ngọt chiếm 60%. Khi mà cắn một miếng vào thì ta sẽ thấy cái vị chua rất là nhiều, và nó làm cho mình có cảm giác như bị rùng mình vì chua. Không thích ăn chua như em á, khi em nhai cái miếng ổi vào đấy thì em sẽ có cảm giác rùng mình vì chua nhiều quá. Nhưng mà nếu mà để mà lựa chọn cái trái ổi mà ngọt nhiều chua ít ấy, thì là cái ổi Thái Vuông trái nhỏ. Cái ổi đó rất là ngon, độ ngọt của nó chiếm 90%, vị chua chỉ có 10% thôi, còn ngon hơn cả ổi Đài Loan nữa cơ, rất là giòn. Và em đã được ăn rồi, nhưng mà thực sự là bữa đó ham ăn quá, ăn hết luôn một trái, không có còn để mà làm review nữa thì rất là tiếc. Nhưng mà cái trái ổi Đài Loan này thì cũng không phải là quá tệ, cũng rất là ngon, một trong những loại ổi ngon, cũng là cái sự lựa chọn. Bây giờ thì đã muộn rồi nên là con chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon và ngày mai tràn đầy thật nhiều năng lượng nhé. Đến với chúng ta có rất nhiều loại cây như cây bưởi, cây ổi, các loại ổi, rồi các loại mãng cầu. Cảm giác như là Việt Nam đang ở luôn ở quanh mình luôn đấy, nên là các cô chú anh chị và các bạn không còn gì phải quá là xa. Đợt dịch bệnh này thì không về Việt Nam được, để nhìn những cái cây giống của Việt Nam thân thương như thế này thì mình sẽ có cảm giác Việt Nam đang ở cạnh mình. Vì thế là nhà mình còn thiếu bất kỳ cái cây trồng gì ấy, thì gọi phone lên, hay có bất kỳ câu hỏi gì thì cứ gọi phone cho em. Thì em có số điện thoại sẵn ở trên màn hình rồi, mọi người chỉ cần bắt phone và gọi thì em rảnh em sẽ nghe điện thoại ngay và trả lời tất cả những câu hỏi của anh chị và cô chú nhé. Bye bye.